kính thưa các bạn hôm nay tiết già xin chia sẻ một chủ đề nói về bệnh đa nghi là bệnh khó thoát khỏi chữ nghèo cái bệnh này á là coi như là hả lúc nào cũng nghi ngờ hết đó các bạn mà cái bệnh này á là coi như không có bỏ được nha các bạn mà ai bỏ được cái bệnh này á thì mới thoát khỏi cái chữ mà hả nghèo khổ tại vì cái bệnh đa nghi á là người chưa hiểu rõ cái sự việc như thế nào mà hả phán đoán trước cái này là khác với lại cái người có giác quan thứ sáu nha các bạn cái người có bệnh đa nghi á là nó gần như là cái người có có một cái bệnh mà gọi là nhiều chuyện như đó các bạn cho nên người này á là không bền lòng bền trí bởi vì sao người ta không có giống như là hả nhìn thấy rõ cái sự việc gì hết mà hả tự dưng là người ta hả phán đón phán xét trước thì cái người này á là không có làm ăn lớn được nha các bạn Làm việc chi cũng nản trí hết Làm vài hôm là tự nhiên nghi ngờ rồi Mới vô làm mấy hôm thì nghĩ rằng gì nè à, Trời ơi mình làm cực khổ quá Mà ông chủ sao mà trả lương ít quá Chắc ông chủ này ông lường gạt mình hay là à, Như thế nào đó các bạn thấy không Đây là cái bệnh mà gọi là cái bệnh đa nghi này Là không bao giờ mà họ làm cái việc gì mà được hết Tại vì họ mở cửa hàng ra là họ suy nghĩ gì nè. Một á là họ nghĩ là chắc là bán buôn là làm giàu dữ lắm luôn nha. Hay là hai là hai ba ngày sau mà kiểu như là hồi bán ế cái nấy Trời nản quá. Chắc bán không được, bắt đầu nghi ngờ lên nha, các bạn thấy không? Thì cái người bệnh đang nghi á là họ không có tầm nhìn xa trong rộng. Họ đâu có nhìn đâu, họ thấy cái trước mắt là họ nói thôi cho nên hả người bệnh đa nghi này nếu mà ai có cái bệnh đa nghi này á là coi như là không bao giờ mà làm ăn được cái gì hết lớn á làm nho nhỏ thôi là làm công ăn lương á thì được mà hả người này coi như là giống như là họ giống như nắng hướng nào là họ che hướng đó họ à, giống như nói theo vậy đó các bạn nó người này là à sáng nắng mà chiều mưa là buổi trưa thay đổi nha các bạn, cái người bệnh đa nghi. Tại vì hả à, nhiều khi người ta hứa hẹn với mình xong á các bạn biết không? Cái tự nhiên người ta nghi ngờ mình không biết không biết có được hay không nè. Hàng quá không biết có chắc không. Cái tự nhiên cái người ta coi như là người ta cái cầm cái điện thoại lên là người ta hả hồi liền, người ta không mua hàng mình. Nó như vậy làm sao mà hả thoát khỏi chữ nghèo được các bạn. Muốn thoát khỏi chữ nghèo á là mình phải có gọi là cái tầm nhìn của mình Tầm nhìn xa trong rộng thì mình mới kiểm soát được cái bản thân của mình Chứ nếu như mình không có nhìn xa trong rộng Thì làm sao mình kiểm soát được cái bản thân của mình đúng không các bạn Tiết già học để biết nhiều chia sẻ cho cùng các bạn Để cho các bạn đừng có à, những cái mà hả Dính vô những cái chuyện mà nghèo khổ tại vì tiết già đã từng nghèo khổ rồi các bạn biết không buồn dữ lắm các bạn ơi cho nên mình ráng cố gắng học làm sao á cho à, giống như là những cái gì mà nó có thể là nó dương lên đó các bạn chứ đừng bao giờ mà à, mình chạy theo những cái mà giống như là thói đời rồi đâm ra hả mình hả rất là nghèo khổ tại vì à, mình cứ nghi ngờ à, người này nghi ngờ người kia đúng không các bạn mình có cái tầm nhìn á là tất nhiên mình nhìn người đó là mình ít ra mình phải hả biết được coi như là từ 80% phần trăm rồi tuy rằng ổng không cũng như là không có biết hết một trăm phần trăm nhưng mà ít nhất cũng phải là bảy tám phần trăm đúng không các bạn chứ đừng nói mà hả một là À, người ta rót mặt vào tay thì mình nói rằng là người ta thương mình lắm à, người ta đàng hoàng tử tế lắm rồi cái tự nhiên cái có một cái chuyện gì đó cái bắt đầu mình sẽ nói rằng là à, chắc không được đâu đó chắc xấu xa lắm coi như cái người này là họ họ không có bền lòng họ thay đổi cực kỳ luôn nên từ chỗ đó đó ha nếu như mình gặp những người bạn những người chồng những người vợ mà hả có cái bệnh đa nghi này á là mình sống không hạnh phúc đúng không các bạn tại sao mình sống không hạnh phúc mới bước ra khỏi cửa thôi là bắt đầu là nói trời sao bữa nay mặc đồ đẹp dữ vậy không biết đi như thế nào à, đi ông chồng này đi có hẹn có hò không đó các bạn thấy chưa bệnh đa nghi thế không đó mà nếu như mà hả ông chồng mà hả mặc đồ không đẹp á thì ra đường á, xem thường ông chồng của mình đúng không các bạn? thì phải phải cho ông diện lên đẹp một chút xíu để cũng như là nở mặt nở mai. đó cái bệnh đa nghi này nó rất là khổ, một sự vô tình nào đó thôi nha, làm cho người bệnh đa nghi hả coi như mất ăn mất ngủ, cứ suy nghĩ hả mãi một cái câu chuyện mà nó không có ra gì hết luôn. trong khi cái người mà hả có cái tầm nhìn xa trong rộng á thì cái người này á là người ta giống như là người ta ha, có cái sự phán đoán rất là chính xác bởi vì dễ trở thành tỷ phú đó các bạn tiết già chia sẻ để cho các bạn ha cũng như là đừng bao giờ mà hả nghi ngờ mình phải nhìn cho thật là kỹ rồi hả mình hãy giống như là mà hãy nói chứ nếu như mà mình nghi ngờ tự nhiên mình nhìn mặt người ta là mình nói hả rồi nhìn chị đó sao mà nước da xanh xanh không biết chỉ có bệnh gì hôn đó tự nhiên cái nước da xanh cái cũng bệnh là làm sao bác sĩ người ta chưa có khám mà tại sao mình nói người ta bệnh là như thế nào đó rồi gặp ai giống như là da hơi vàng vàng chút xíu nữa rồi bị gan rồi bị ung thư gan rồi đó các bạn thấy không có những cái mà giống như là hả bệnh đa nghi này hả nó nó làm cho cũng như là mình phải hả, cuốn theo mà nghi ngờ hoài mình không có bao giờ dám bỏ ra mà đầu tư một cái gì hết làm ăn thì mình phải giao dịch mà giao dịch mà các bạn cứ đa nghi các bạn cứ cũng như là không biết có nên hay là không có làm hay không như vậy rồi làm sao mà mình làm được nó coi như là cái người mà bệnh đa nghi này á là người như thế này nè các bạn người bệnh đa nghi á là người luôn luôn trách móc người khác tại vì cứ nghi ngờ mà giống như là nghi ngờ cái người đó không có tốt cái tự nhiên nói trội cái chị a chị b chị c gì đó à, đối xử không có tốt gì hết cái tự nhiên mình đi nhiều chuyện mình nói cho người thứ ba thứ tư nghe đúng không các bạn cái bệnh đa nghi này là ai có bệnh đa nghi này là dứt khoát là không bao giờ mà giàu được hết luôn người bệnh đa nghi là người rất là khôn như các bạn mà khôn giặc tại vì lúc nào họ cũng thủ về họ hết á họ không có chịu buông bỏ người này cũng rất khó mà gọi là đi tu luôn tại vì người ta lúc nào cũng nghi ngờ hết làm sao mà tu được rồi người ta nghĩ rằng bây giờ nè à, thôi đi không dám hả à, bao cho cái anh kia cái chị kia chầu ăn đâu à, sợ chỉ lợi dụng mà chỉ ăn của mình rồi tiền mình giữ coi như là khăn khăn đó có phải vậy là khôn giặc không đó? các bạn khôn giặc này không bao giờ làm giàu được nó nghèo suốt đời luôn may mắn lắm á các bạn biết không là hả đủ ăn á là may lắm rồi đó chứ không bao giờ mà làm giàu được cái người mà bệnh đa nghi này là hai chê khen người khác nha các bạn người ta thích chê nhiều hơn khen gặp ai bắt đầu hả cũng chê hết cũng như là nhìn thấy cái đồ vật của người ta cái nó cái này chắc rẻ tiền lắm hả cái này nhìn nó không có được cũng như là hả to lắm không có được bự lắm cái loại này cũng như là loại hai loại ba hay gì bắt đầu nha bệnh đa nghi là bắt đầu rồi đó các bạn thấy chưa còn nếu như cái người mà người ta có tầm nhìn xa trông rộng á các bạn biết không là người ta nhìn nhìn vô là người ta biết cũng như là người ta biết chắc chắn từ 80 phần trăm đến 90 phần trăm luôn có một lần á có cái người bạn á Việt Nam đến nhà tiết già nói gì nè gõ gõ nhà tiết già nói gì nè à, nhà này hả tường hơi mỏng nói cho các bạn nghe đó cái người bệnh đa nghi là vậy đó tự nhiên cái nhà ta mà nói tường mỏng tường dày dù tường mỏng hay tường dày đi nữa cũng kệ ngàn ta Nói chung là ở đất Nhật á, các bạn biết không Không có tường dày Tại vì ở đất, ở Nhật nó cũng không có tường luôn Nhà toàn là giống như là hả Nó làm bằng dáng bằng cây gỗ rất là nhẹ luôn Mà cái sườn nó rất là chắc Cho nên cái bức cái tường nó rất là mỏng Người ta không có tô tường vô các bạn ơi Người ta làm rất là mỏng chủ yếu là người ta lấy cái sườn thôi chứ không phải là cái ngôi nhà cái 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 nhà mà gọi là mỏng là cái nhà rẻ tiền hay là cái nhà mà à, tường dày mà ở nhà mất tiền gì hết á nói chung là hả tùy theo cái kiến trúc thôi nếu kiến trúc đẹp mà cái cục đất đó giống như là cái dùng đó mà làm ăn được đất bằng phẳng thì coi như cái giá trị nó cao ở nhật tại vì hả là những cái chỗ mà giống như nó có những cái đồi núi đó các bạn đó tất cả những gì mình phải giống như có cái tầm nhìn xa trong rộng chứ tự nhiên mình hả đến một quốc gia nào về cái tự nhiên mình nhìn vô mình nói trời sao thấy nghèo quá vậy rồi gặp cái thí dụ như người nào mà người ta à, cũng như người ta tu rồi đó các bạn mà người ta vẫn còn mặc áo đời à, tóc người ta vẫn uống bình thường nhưng mà người ta ăn uống giống như ăn chay tiết kiệm tất cả những gì người ta gói ghém lại cũng như là người ta tu rồi ta buông bỏ cái tự nhiên nhìn nó trội nhìn người đó sao nó uh, nó không có được giàu lắm nó mà sao mà ai cũng nói giàu mà sao thấy ăn uống tất cả gì tiết kiệm đó các bạn thấy không nói gì chi mình lo thân mình đi nè cái thân mình có giàu hay không cái thân mình nó có đủ ăn hay không đừng bao giờ mang cái bệnh đang nghi vô trong người là nó khổ dữ lắm luôn các bạn ơi Tiết già không có phán xét ai, không có nhìn ai, không có gì hết. Mà cũng không có biết lương của ai là giá bao nhiêu hay là làm cái gì hết. Thậm chí đến con ruột của Tiết già, Tiết già cũng không có kiểm soát luôn. Không biết nó lương tháng nhiêu rồi cuộc sống nó nhiêu hay nó làm gì. Chỉ có cái nhìn thấy là nó sống, nó không có đói khổ nè nó vẫn sống bình thường là mình thấy được rồi chứ không có cần thiết mà à, phải hả hỏi thăm nó là à, đa nghi nó là như thế này thế kia hết cho nên tiết già hả tuy rằng tiết già không có thông minh nhưng mà tiết già được cái là thích học thôi cái nào mà mình cảm thấy mình không hiểu thì mình học thêm đó các bạn nó coi như những người mà hả họ bệnh đa nghi á là coi như cái lúc vui lúc buồn nên dễ tìm đến cái con đường rượu chè nha các bạn rượu chè nè tìm thú vui sai xưa nên không có chí hướng đó các bạn tại vì biết sao không cái người mà bệnh đa nghi rồi cứ nghi ngờ hoài đâu có làm ăn đâu có giao dịch được rồi cái buồn quá cái tự nhiên cái mất trắng luôn ví dụ như là ha nếu như mình giao dịch đó là mình ti kiếm cũng như là trong cái cuộc đó là mình kiếm cỡ trăm triệu đi ha cái người bệnh đa nghi cái không dám giao dịch cái mất trăm triệu cái buồn quá không biết làm gì cái chạy ra ngoài quán nhậu làm mấy ve các bạn thấy không cái người bệnh đa nghi rất khó làm ăn luôn nó không bao giờ mà nó giàu được luôn đó mặt người bệnh đa nghi á là người ta luôn luôn người ta giữ tiền khăn khăn luôn tại người ta nghi người ta đâu có dám đưa tiền ra cho nên ha người này khôn giặc làm sao mà làm ăn mà hả à, giống như là làm lớn được các bạn tiết giả chia sẻ để cho các bạn lập gia đình mà à, ví dụ các bạn mới quen một người tình một người yêu nào đó các bạn nên tìm hiểu cái người mà bệnh đa nghi á các bạn biết sao hôn họ không có nhìn thấy người ta là như thế nào hết nhưng mà tự dưng trong lòng người, cái người bệnh đa nghi người ta phát cái lời ra luôn, chưa hiểu đầu đuôi gốc ngọn như thế nào mà hả phê phán người ta, coi như là hả giống như là à, nói chê khen người ta nói thế này thế kia. Cái người bệnh đa nghi nó rất là hả, cái lời nói nó rất là lạ lẫm luôn các bạn ơi giống như hả cái chuyện mà hả có nói không chuyện không nói khó có tại sao mà cái chuyện có nói không chuyện không nói có tại vì cái chuyện người ta không có mà nói người ta có tức là mình nghi ngờ người ta chứ không phải là là hả giống như người ta sự thật như vậy nhưng mà hả tức là chia sẻ nói cho các bạn rằng là nếu như các bạn lập gia đình á mà các bạn phải hả tìm hiểu trước để mình tránh trước những người mà bệnh đa nghi này khi mà mình lập gia đình đó là coi như mình rất là bực luôn các bạn ơi lúc nào nó cũng nghi ngờ mình lúc nào người ta cũng giống như, như sợ mình hết nhiều khi á người ta hả à, lập gia đình mà tiền bạc người ta tính rất là kỹ tại vì người ta sợ mình đó các bạn cho nên nó mất hạnh phúc tất cả những gì nó nghi ngờ rồi hả à, những người này coi như là họ bỏ cuộc coi như là nửa chừng chết có khi nào họ đi đến nơi đến chốn lắm tiết già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tránh được những cái người có bệnh đa nghi để cho các bạn có một cái cuộc sống coi như là hạnh phúc video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo